Rồi, lần đầu tiên em xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ mình Tổ quốc. Hôm nay tục lên ra một clip gồm 18 mấy con anh em. 18 mấy con này có hàng lô nông có, hàng xe nhỏ có, chị anh em đi lua nha anh em. Rồi, đếm vô cụ thể từng máy cho anh em xem. Nhân bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán đấy, hàng lỗi không clip nên xin nhận, em sẽ nhận lại. Rồi, cảm ơn anh em. Con thứ nhất cho mọi người tham khảo. Thì con máy thứ nhất em lên cho người là một con Daiwa R-Ren. Con này ngoại hình nó có xuất sắc anh em. Nội nóc pin số nè. Con này được sản xuất tại Thái Lan nha mọi người. Đây qua rồi đen. Thì con này có xe tương đương ra tầm khoảng xe tương đương tầm khoảng 3.000 anh em. Cước 3 được 150m, cước 4 được 100m. Thì máy hoạt động ok, im mượt. Được ok nè, quay tới ok nè. Đó. Thì con này nó có bị gơ nhẹ nha nè, đó, một bình sóng để cất ok, mở thứ ok hết đó, máy sao thì nói nên vậy. Đây giá công khai của máy thứ nhất giá là 250k anh em, 250k cộng tiếp và cộng ok nha anh em. Về đến lua câu cá, câu lăn xê, câu lóc cũng rất là ok nha đó, máy xê 3.000, rồi giá 250k. Tiếp theo là con số 2. Con số 2 em đã cho người là một dòng của máy của Redbot. Đó, con này của hàng Korea sản xuất nha anh em. Đó. Nha anh em. Đó, hàng Korea sản xuất. Thì con này là dạng dòng máy đời cao nha mọi người. Đó, hoạt động ok, máy hỗ trợ ABS đầy đủ nha anh em. Tai quay là tai quay cốt dặn nha anh em. Máy hỗ trợ ABS đầy đủ nè. Đó. Hoạt động ok êm mượt nè. Mọi người ok nè. Đó, quay tới ok nè. Đó. Con này thì em bán em thấy có dây bia trên nội nữa anh em. Đó, dây bia tặng dây bia cho anh em luôn nè. Đó, có bia nè. Một bên sóng nha anh em. Đó. Thì dây cuộn máy này em lấy tay Nhật anh em, cuộn dây bia cũng còn rất là ok nè. Đó, con lăn ok nè nha. Tổng thể ngoại hình máy. Máy có sức châm nhẹ nha anh em. Thì con này cái xe tương đương ra tầm khoảng cước 3 được 120m, cước 4 được 90m. Con này ra tầm khoảng xe 2.500 nha anh em. Đó, xe 2.500 nha. Dòng tô con này là 5.3.1 nha mọi người. Hoạt động ok nè. Đó, không lỗi lầm gì hết. Tay quay là tay quay cốt luôn rồi. Đó. Dạng tay quay đời cao. Đó. Rồi, giá công khai con máy số 2. Giá công khai là 350k cộng ship nha anh em. Đó, máy số 2 350k cộng ship. Tiếp theo là máy số 3. Con máy số 3 em đã cho người là một dòng máy tay qua G-Ren. Đó, quay nhẹ rất là mượt anh em. Đó, dòng này khỏi mượt, mượt khỏi bàn. Còn lăn bằng sứ, lăn bằng thao nha anh em, lăn bằng thao. Một bên sóng nè. Đó. Một bên số luôn. Đấy, cứ ok. Thì con này là một con dòng Daiwa G-Ren anh em, ra Daiwa G-Ren. Thì con này chạy là 4 mặt đạn anh em. Đó. Dòng này đánh tôm, đánh lua rất là phê luôn. Đó. Quay cực kỳ mượt luôn anh em. Tay quay ta quay núm gỗ. Đó. Quay mượt khỏi bàn. Thì con này có xe tương đương ra tầm khoảng con này sẽ tương đương ra tầm khoảng 1.500-2.000 anh em. Đó. Cước 150 được 130m, cước 2 được 100m nè. Đó. Xe này tương đương cho anh em về câu tôm, câu cần tay chở máy. Hoặc anh em câu cá hanh, cá cháp. Đó, rất là mượt anh em. Đó, có lua lóc cũng được. Dạng này dạng trâu bò rồi. Đó, 4 mặt đạn. Ngoại hình ok nha mọi người. Đó, có xuất sắc TT nè. Máy còn rất là mượt nha anh em. Máy đổi trái phải bình thường nha. Đó. Rồi, giá công khai con máy số 3, giá công khai là 350k anh em. Đó. Tiếp theo máy số 4. Máy số 4 lên trong người là một dòng máy của Ryobi nha anh em, dòng máy Ryobi. Đó. Con này nội địa nha anh em. Con số 3 là con máy sản xuất tại Thái Lan nha mọi người. Đó, quên. Thì con sản xuất con số 4 là con máy được sản xuất tại Seben nha anh em. Đó, máy Seben. Dòng này dòng máy Ryobi. Đó, đây có tặng cái bia theo máy cho anh em luôn nè. Đó,
có máy số 3 vẫn có bè nha anh em, nó bè theo máy luôn. Đó. Máy sao vậy em để cho anh em vậy. Anh em, vậy anh em kiểm tra dùng được thấy ok dùng. Thấy còn rất là chắc nha mọi người. Đó, con này chạy 3 mặt đạn anh em, đó, chạy 3 mặt đạn. Dòng này một dòng máy Ryobi, xe tương đương qua tầm khoảng 2.500 nha anh em, 2.500 nha. Cước 2 được 150m, cước 3 được 100m nè. Đó. Máy có xuất sắc đích nhẹ nha anh em. Máy hoạt động rất là mượt nha anh em. Đó, bao mượt luôn. Đó, không lỗi lầm gì hết. Anh em về đánh tôm, đánh chép. À, dạng câu cảm giác á, câu lô lóc cũng được, rất là ok anh em. Ông bên số nè. Đấy, rất ok nè. Đó. Máy hoạt động rất là mượt nha mọi người. Rồi, giá công khai con máy số 4, giá công khai là 400k nha mọi người. Đó, 400k cộng ship máy số 4. Tiếp theo là máy số 5. Đó. Máy số 5 này em lên cho mọi người là một con máy Sinox. Đó. Con này là hàng của Ryobi nha anh em. Con này hàng của Ryobi. Thì con này còn sản xuất tại Nhật nha anh em, Mercedes-Benz. Thì con này em vẫn tặng bè đi theo cho anh em nè, đó. Máy có bè thả sẵn luôn. Đó. Hoạt động ok êm mượt rồi. Đó. Không lỗi lầm gì hết. Thì con này chạy là 4 mặt đạn anh em. Đó, 4 mặt đạn, dòng tô là 1.5.2. Con này có xe tương đương với và xe để thông số cực độ. Con này xe tương đương với ta xe 1.500-2.000 anh em. Đó, 1.500-2.000. Hàng anh em đánh tôm, đánh chép, đánh thanh. Đó, dạng đánh cảm giác máy nhỏ nha anh em. Đó. À, cầu lốc con lăn ok cho mọi người. Đó. Ngoại hình ok. Đó, có xuất sắc đích nhẹ nè. Hoạt động là khỏi bàn. Dính bên ngược nó ok nè. Rồi giá công khai máy số 5, giá công khai là 450k nha. Tiếp theo là máy số 6. Con máy số 6 em lên cho người là một dòng máy Daiwa Kit của Kadena. Con này là 2508 nha anh em. Đó, dòng máy custom. Một dạng phiên bản hiếm nha anh em. Đây nè, máy đích có xuất sắc một tí. Đó. Đây, nó có xước cái này cái. À, con lăn ok anh em. Đó. Máy này có cốt chịu lực anh em, cốt chịu lực tay quay nấm tròn. Đó. Máy hoạt động thì em thì thầm rồi, khỏi bàn, rất là mượt luôn. Đó, lắc tay nó cũng quay nữa nè, nó nè. Để gì thôi nó cũng quay nữa, rất là mượt anh em. Đó, máy hỗ trợ ABS, cốt chịu lực đầy đủ nha. Dòng này về chỉ cho anh em lua thôi nha anh em, đến lua không thôi đánh cần tay chở máy, cầu hành chấp. Thì con này cước bê số 1 vô được 200m cho anh em, đó, bê số 1 vô được 200m. Rồi nó có thể chốc sơn một tí nha anh em. Rất là mượt luôn. Để cước ok. Hoạt động là khỏi bàn, khỏi nói gì hết. Rồi giá công khai của máy số 6 giá là 2.7 nha anh em. 2.7 cộng ship. Tiếp theo là con máy số 7. Con máy số 7 em lên cho người là một dòng máy của Daiwa Kadena. Daiwa Kadena. Con này Daiwa Kadena 2500 nha anh em. Đó, xe tương đương tầm khoảng 3.000 của Shimano nha mọi người. Máy hoạt động ok êm mượt nè. Đó. Hỗ trợ ABS đầy đủ, công nghệ nó sử dụng công nghệ là kháng muối nè, kháng muối nước. Đó. Máy có xuất sắc này nè. Đó, xuất sắc. Máy xuất sắc, báo anh em xuất sắc thôi. Đó. Hàng này hàng của China xuất Nhật nha mọi người. Đó. Một bình sóng nè. Cốt là cốt cho lực anh em, cốt to. Đó. Tay quay là tay quay cốt nè anh em. Tao quay dặn. Tao quay được cao nha. Thì con này thông số cước bê 1.5 được 200m anh em. Đó. Cước ok, hoạt động là êm mượt. Rồi, giá công khai của máy số 7, giá công khai 1.6 anh em. Đó. Tiếp theo là máy số 8.
con máy số 8 lên cho người một con đáy đây qua Cardina 3.000 anh em, xe tương đương là tầm khoảng 4.000 nha mọi người, xe tương đương là tầm 4.000 Shimano, dòng này chỉ anh em đánh lóc vậy, đánh lóc, đánh trà, đánh chép, cầu lăng xe, đánh bạo lực. Máy này đời máy này trâu bò anh em, thì vẫn giống máy kia thôi, công nghệ kháng muối, kháng nước. Thì con này ngoại hình nó ok hơn tí, nó không xước nhiều anh em. Dạng này anh em đánh lóc gừng cũng được, rất là ok luôn. Nó hàng China xuất Nhật cho mọi người. Thì tay quay vẫn là tay quay cốt nha anh em, tay quay cốt. Cốt vẫn là cốt trợ lực đầy đủ cho anh em. Con lăn ok nè, con lăn bằng thau nè. Thì con này cước 1.2 được 350m, cước 1.5 được 300m anh em. BA nha, BA. Quên BA anh em. Thì máy hoạt động êm mượt nè, không rung lắc gì hết. Và anh em đánh tra, đánh chép, cầu lăn xe, cầu lốc thoải mái nha anh em. Rồi, giá công khai của máy số 8, giá công khai là 2.1 triệu nha anh em. Tiếp theo là máy số 9. Máy số 9 em lên cho mọi người là một dòng máy của Shimano Beam Master. Thì một dòng này được rất là nhiều anh em săn đón đây. Thì con này đời cũ nha anh em, con này đời hình như là 95. Để em dặn em coi. Con này đời 92 nha anh em. Đó. Ngoại hình ok nè, nồi ok nè, đó. Cái này BM nha anh em. Đó, cái này BM tặng theo máy luôn. Rất là nhỏ mịn đây nè. Đó. Nồi ok nha anh em. Anh đang bằng sứ nè, vẫn đang bình thường nha anh em. Đích ok, đẹp đẽ sạch sẽ nha mọi người. Đó. Máy đẹp nha. Con này chạy 4 mặt đạn nha anh em, 4 mặt đạn hàng của Seben anh em. Đó, hàng nội địa. Tay quay là tay quay đôi. Máy tiếp ok nha. Hoạt động êm mượt anh em. Đó. Hoạt động rất là mượt nha anh em. Hàng này về anh em đánh lóc nè. Đó, đánh lóc, đánh thành, đánh chắp. Câu cần tay chở máy. Thì con này xe tương đương với xe 2.000 anh em, cước 2 được 150m, cước 3 được 100m anh em. Đó. Hoạt động ok em mượt nè. Đó. Rất là mượt nha mọi người. Quay ngược ok nè. Đó. Rồi, giá công khai của máy số 8, giá công khai là 750k anh em. Đó. Máy ok. Tiếp theo máy số 9. Máy số 9 em lên cho mọi người là một con máy Shimano Beam Master. Đó. Dòng máy đời cao nha anh em. Con này đời 208. Con này đời 205 nha anh em, đời 205. Đó. Con này hàng Seben nha anh em, đó, hàng Seben. Con này là xe 1000 HGS đó. Có nông nha anh em, xe 1000 có nông. BA 0.8 được 100m, BA số 1 được 70m nha anh em. Đó, dòng máy này anh em đánh cảm giác rồi. Đó. Dòng máy HG dạng đánh cảm giác ở bên sóng nha nè, có hỗ trợ cốt chịu lực trong đây nè. Con lăn ok nè. Thì máy ngoại hình có xước sát li ti nha nè, thì rất là ok luôn. Đó. Hoạt động thì bao ok nè, bao lỗi lầm, hoạt động thì rất là mượt. Ngoại hình nó có xước sát tí nha, lăn tăng nè, đó, giống như cargo rỉa vậy. Con này xe 1000 HGS cho anh em, hàng chi anh em đánh UL lua suối. Anh thời anh em đánh lốc, dạng đánh lốc hồi dịch vụ thôi. Ok anh em, khanh cháp đều được. Rồi, giá công khai con máy số 10, giá công khai là 2.2 triệu anh em, hoạt động rất là mượt nha. Đó, Shimano Beamster 1000 HGS. Có nút châm dầu đầy đủ nha anh em. Đó. Rồi, giá là 2.2 triệu, con máy số 10. Tiếp theo là con máy số 11.
con máy số 11 em lên cho mọi người là một con máy Shimano Beemaster 2500S đó. Dòng nằm dòng có nông anh em đó, dòng có nông thì cái này là gì Fugro dòng máy này, dòng máy có nông nè, dòng máy có nông của Shimano, máy hoạt động ok em mượn nè, không rung lắc hết nha nè. Ngoại hình đây nè, ngoại hình nó có xuất sắc li ti nè, lăn ok, đứt nó có xuất sắc li ti một tí. Con này là đời 2012, được sản xuất tại Malaysia nha nè, máy được sản xuất tại Malaysia đó, hoạt động rất là mượt luôn đó. Shimano Beemaster 2500S, mô bên là mô bên sống nha nè, lấy cước và lấy cước ok nè, tay quay đời cao, quay dặn nha mọi người. Đứt bị xước một tí thì ngoại hình với hoạt động nó là ok nha mọi người đó. Máy hỗ trợ ABS đầy đủ nha đó. chả dính. Rồi giá công khai con máy số 11 giá là 2.400.000 nha anh em. Tiếp theo là con máy số 12. Con máy số 12 em lên cho người là một dòng máy của Shimano đó, dòng máy Anox. Con này Anox C3000, xe tương đương G tầm khoảng hàng body đó, hàng body nó làm nhỏ gọn như xe 2000 anh em, 2500 nha anh em. Máy thì đổi trái phải bình thường, không lỗi lầm gì hết, hoạt động ok êm mượt. Ô bịt sóng. Dòng máy body nha anh em. Đó. Hàng này về cho anh em đánh lốc, đánh chẽm, cầu lăn xe, cầu mú. Thì thông số nó đây. Thì cước số 2 được 220m, 2.5 được 185m, cước 3 được 150m nha anh em. Đó. Shimano nha anh em. Hàng này hàng được sản xuất tại Malaysia nha mọi người, hàng được sản xuất tại Malaysia. Đó. Xuất riêng cho thị trường Nhật nha anh em. Hoạt động ok nè mọi người, không lỗi lầm gì hết. Đồ pin sống. Đời này đời 202 nha mọi người, đời 202. Rồi, giá công khai của máy số 12, giá công khai là 750k luôn nha mọi người. Đó, con máy số 12, 750k. Ngoại hình có xuất sắc một tí thôi. Trước ở đây, dưới đây nữa là xong. Hai chỗ xước, bù lại là hoạt động là êm mượt. Không lỗi lầm gì hết. Chả dính. Đó, máy đổi trái phải bình thường nha mọi người. Rồi, giá công khai của máy số 12, giá là 750k cộng ship. Tiếp theo là máy số 13. Con máy số 13 em lên trong người là một dòng máy của Shimano Beemaster, hàng một hàng HGS, HD là hàng DH là hàng tay đôi anh em. Đó. BG dòng tua G tầm khoảng 4.6 anh em, dòng tua này dạng anh em cảo cá nè, đó, nhưng mà xe nhỏ và anh em lên cảm giác nó mô bên sống. Máy hỗ trợ cốt trợ lực đầy đủ, hàng đời còn đời 206 nha anh em, đời 206. Xuất tác một tí đây, xuất sắc ở đây một tí nữa. Hàng xe ben anh em, hàng xe ben. Con này làm bằng hợp kim magie anh em, đó, làm nó làm nhẹ con máy nữa. Thì máy này chia anh em đi lua UL, lua cá suối, con cá mương. Anh em lấy dạng đánh cảm giác câu chê hoặc dịch vụ, lấy cước ok nè, đó, con lăn ok. Câu cần tay chở máy hoặc Ikada, đó. Thì thông số cước thì cước B 0.8 được 100m, cước số 7 với cước số 1 được 70m nha anh em. Máy đẹp nha anh em, máy ngoại hình nó xuất đầy dĩ, phần còn lại rất là đẹp luôn. Nổi đây. Đó. Hoạt động ok. Rồi, giá công khai của máy số 13, giá là 2.2 luôn nha mọi người. Tiếp theo lên cho người là con máy số 14. Con máy số 14 là cho người là một máy Shimano Beemaster 8000 Ultra, nó XT dòng nâng cấp. Đó. Nó bị sống nè.
Đó, máy ngoại hình cực kỳ đẹp luôn nha anh em, đẹp cứng luôn á. Sao kỹ cho anh em xem. Con lăng ok nè, đó. Bên vì sóng nó chân ok nha mọi người. Đây, chỗ này dính nhớt anh em, dính nhớt một tí thôi. À, đít nó không bị đó, không bị xước như anh em, bị xước li ti nè, thì rất là đẹp luôn, nội ok, không bị mối ăn luôn, rất là đẹp. Thì con này là con Utiga 8000, cước 8 được 150m, cước 6 được 200m nữa nè. Hàng này về cho anh em đánh biển câu không thôi anh em, câu lure gần cũng được, hàng xe ben anh em đó, đánh biển lure gần đó, đánh tra câu chép, đánh lăng xê rất là ok luôn, hoạt động bao mượt cho anh em đó. Đó. Đó, ngược nào. Đó, máy hỗ trợ ABS đầy đủ nha anh em, máy hỗ trợ ABS đầy đủ luôn. Một bên sóng, tay quay gỗ, đó. Rất là mượt anh em. Rồi giá công khai con máy số 14, con máy số 14 giá công khai là 1.750k anh em, 1.750. Máy số 14. Tiếp theo là máy số 15. Con máy số 15 là một con máy Power Sub VD, hạng VD, hạng xả máy, xả cực nhanh anh em. Đó. Con này hai nồi anh em. Đó. Hai nồi đều 4000 hết. Đó anh em. Cho anh em tùy theo anh em muốn đánh cước hay đánh bia, khỏi bánh công đổi máy, chỉ lắp nồi đánh thôi. Máy cứ xước xác ở đây tí nè. Bên đây một tí nữa, đít nó thì ok đó, phần là ok hết nha mọi người. Con lăng nó xước ở đây một tí, chốc sơn thôi anh em, không ảnh hưởng gì hết. Nồi thì ok, hoạt động là trơn tru anh em, máy đổi trái phải bình thường, hoạt động là trơn tru, không lỗi lầm gì hết. Hàng này hàng đánh lục nha anh em, hàng đánh lục, không thôi anh em đánh Lugan đó, săn hàng hai nồi nha anh em, nồi cũng còn rất là mới luôn đó. Hai nồi thì bằng nhau hết chứ mọi người. Thì con này cước số 3 được 200m, cước số 4 được 150m, cước số 5 được 120m nha anh em. BA 2.5 á được 200m, BA số 1, BA số 3 được 150m cho anh em. Hàng quy đê xả cước nhanh đó, hỗ trợ xả cước nhanh nè, đây cứng nhắc nè, dàn nhẹ ra nè, đó cứng, dàn nhẹ ra cái là quay đó. Lấy cước ok nè, đó lấy cước rất là lực nha anh em, quay hoạt động thì khỏi bàn đó. Rồi con máy số 15 giá công khai là 2.500.000 nha anh em, hai nồi rất là đẹp nha anh em, ok. Theo là ba máy cuối cùng, con máy số 16. Con máy số 16 lên cho mọi người là một dòng máy Daiwa Emblem đó, 4500A. Thì con này là một dòng máy chuyên đánh lục cho anh em, đánh lục đánh giặc bờ biển Lugan săn hàng, có thể đánh lăng xê cũng được. Con này hàng của Japan cho anh em, hàng Japan, máy hoạt động êm mượt cho anh em, không lỗi lầm gì hết, rất là êm luôn. Thì con này máy chạy 4 mặt đạn anh em, 4 mặt đạn. Xe tương đương tầm khoảng 8.000 anh em, 8.000. Cước số 8 được 150m, cước số 4, cước số 6 được 200m anh em. Đó. Cước số 5 được 250m. Một bình sóng anh em, có nòng một bình sóng. Đó. Hàng anh em đánh xa bờ nè. Thế anh em, đít này có bị xước xát một tí nha, đó. Phần còn lại là ok hết nha mọi người. Đây. Còn sức dâm li ti nha mọi người, sức dâm li ti đây tí. Thì máy hoạt động thì khỏi bàn đó, máy hỗ trợ ABS nha anh em, hỗ trợ ABS đầy đủ, hoạt động mà khỏi bàn, rất là mượt cho anh em, tới lui rất là ok. Máy có chống có cước nè đó. Máy ok nha mọi người. Rồi giá công khai của máy số 16 giá là 2.1 triệu nha anh em. 2.1 triệu máy số 16. Tiếp theo máy số 15,
máy số 17. Con máy số 17 là một máy emblem 5000A. Thì con máy này nó sẽ mới hơn, lung linh hơn con kia. Đây, đít nó không bị xước anh em. Đít là cái điểm xứng dễ xước nhất, không bị xước luôn. Đây, phần này nó bị xước li ti nè. Sao kỹ anh em xem. Máy còn rất là ok nè. Đẹp bóng luôn. Mô pin là mô pin sống nè. Còn lăn bằng sứ. Hàng quán này hàng xe bên nội địa nè. Hoạt động này ok rồi, khỏi bàn, khỏi cãi. Hàng này hàng anh em đánh lục, anh em đánh lục anh giặt bờ biển luôn gần. Sang hàng thì con này cũng chạy 4 mặt đạn, cước số 6 được 300m, cước số 8 được 100, được 200m, cước số 10 được 150m anh em. Con này sẽ tương đương với 10.000 anh em. 10.000 so với Shimano. Máy chà bá luôn. Hàng nội địa anh em. Máy này đánh rất là bền luôn nha anh em. Bao bền luôn. Hàng nội địa. Rồi, giá công khai con máy số 17. Giá công khai là 2.3 triệu anh em. Đẹp. Có không? Tiếp theo là máy cuối cùng. Con máy tem tay qua. Một dòng máy cho anh em lua là hoặc anh em đánh mực. Đó. Con này con tem đây qua 2506 anh em, 2506C, dòng máy body. Thì con này còn full hợp anh em, full hợp túi đầy đủ luôn, sắp nữa. Đây nè, con này dòng tua là 4.8.1. Con này chạy là 9 mặt đạn, nặng là 195g. Tải máu tầm 3kg như thế này. Đó. Đây là thông số dây của nó. Máy hỗ trợ ABS đầy đủ nha mọi người. Máy đây. Máy còn rất là mới như thế này. Máy chi anh em đánh lua UL. Hàng sản xuất tại Seben nè. Hàng Seben, hàng nội địa. Một viên sóng anh em. Cận côn nghe đã không? Đang bằng thao. Máy hình đẹp cho mọi người. Đẹp xuất sắc luôn. Hoạt động chân chu nha. Đó. Hoạt động chân chu không lại làm gì hết. Máy hỗ trợ ABS nè. Đó, con này có cốt trợ lực cho mọi người. Đó. Quay ngược ok nè. Đó. Quay tới ok nè. Đó, rất là mượt luôn. Rồi, giá công khai con máy số cuối cùng, con máy số 18. Giá là 2.7 triệu nha anh em. Đó, con máy số 18 2.7 triệu. Đó, tổng cộng 18 máy cho anh em lên cho anh em hôm nay. Nếu anh ưng con nào chốt đẹp số điện thoại tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em.